Chúng ta thường nghe định nghĩa về ma quỷ, đó là ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự gian dối. Thế nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay, thần ô uế, một hình ảnh của ma quỷ đã nói lên sự thật về Đức Giêsu. Nó nói rằng Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa và đây là một sự thật. Đức Giêsu là đấng thánh thiện, trọn hảo. Ngài là đấng siêu việt quyền năng, là đấng Messiah. Ngài đến trần gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và để cứu độ con người. Như vậy, thần ô uế đã nói lên sự thật về căn tính Messiah của Đức Giêsu. Thế nhưng Đức Giêsu lại bảo nó câm đi. Tại sao vậy? Bởi vì đây không phải là lúc để công bố Ngài là đấng Messiah. Chúng ta còn nhớ trong tin mừng theo Thánh Marco chương 8, khi Thánh Phêrô tuyên xưng về Đức Giêsu, Thầy là đấng Kitô, tức là đấng Messiah, thì ngay lập tức Đức Giêsu cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Bởi vì nếu như công bố về căn tính đấng Messiah của Đức Giêsu lúc này, thì người ta sẽ hiểu sai lầm về đấng Messiah. Họ sẽ hiểu rằng đấng Messiah đơn giản là vị vua ở trần gian với quyền lực có khả năng làm phép lạ trừ quỷ. Và như thế thì sẽ không có ý nghĩa mang lại ơn cứu độ cho con người. Bởi vì sao? Bởi vì đấng Messiah không phải chỉ như thế, mà đấng Messiah của Thiên Chúa là đấng mà Đức Giêsu đã giải thích trong tin mừng theo Thánh Marco chương 8. Phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng quân sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Và đó là đấng Messiah, là căn tính Messiah mà Đức Giêsu nói về chính Ngài. Vì thế, khi những điều đó chưa đến, khi chưa hoàn trọn cuộc vượt qua của Đức Giêsu, thì chưa thể công bố Ngài là đấng Messiah. Và Đức Giêsu đã cấm ma quỷ nói về căn tính của Ngài, vì giờ của Ngài chưa tới. Vì vậy, sự dữ không chỉ đến từ sự gian dối, nhưng cũng có thể đến từ sự thật mà lại sai thời điểm, không đúng hoàn cảnh. Và bài học ở đây là chúng ta không chỉ tôn trọng sự thật, nhưng còn phải nói lên sự thật một cách thích hợp trong hoàn cảnh và thời điểm phù hợp. Trong gia đình, cộng đoàn của chúng ta, chắc hẳn chúng ta có những cơ hội, có những dịp để giúp cho anh chị em mình nhận ra những sai lầm để sửa đổi, để thăng tiến hơn. Thế nhưng nói lên sự thật về sai lầm, về khuyết điểm của anh chị em mình không phải là để hạ thấp nhân phẩm của người khác, làm cho họ đau khổ dằn vặt, mà là để xây dựng, góp ý chân thành, giúp cho họ tốt hơn. Như thế, chúng ta cần chọn thời điểm, hoàn cảnh phù hợp để nói lên sự thật, nói lên những góp ý chân thành cho người anh chị em của mình. Chúng ta rất cần học hỏi nơi lời dạy của Đức Giêsu trong tin mừng theo Thánh Matthêu chương 18 về việc sửa lỗi cho anh chị em của mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ chia sẻ góp ý chân thành một cách riêng tư với người anh chị em của mình. Nếu như họ không đón nhận, thì chúng ta có thể mời thêm một hoặc hai người làm chứng để giúp cho họ nhận ra khuyết điểm của mình. Còn nếu họ cũng không lắng nghe nữa, thì chúng ta mới đưa ra cộng đoàn để cộng đoàn có thể giúp đỡ, sửa dạy người anh chị em của mình. Đây là con đường mà Đức Giêsu dạy chúng ta khi chúng ta muốn nói lên sự thật để xây dựng và sinh ích lợi cho anh chị em của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần cẩn trọng trong việc sửa lỗi cho nhau. Nếu không, chúng ta có thể đang đi ngược lại tinh thần của tin mừng, đang hành động giống như thần ô uế trong bài tin mừng ngày hôm nay, nói lên sự thật nhưng lại sai thời điểm. Vì thế, bao giờ cũng nên là sự thật trong bác ái và bác ái trong sự thật. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và sẵn sàng tìm kiếm sự thật trong tình bác ái và lòng yêu thương chân thành. Amen.